Lý Cảnh, à chào bạn Lý Cảnh. Hình như Lý Cảnh là dân tộc Thái hay là dân tộc gì nhỉ? Quên, hôm trước Lý Cảnh bảo là dân tộc gì quên mất rồi. Lý Cảnh này cũng có nhiều cổ phần lắm này. Chúc mừng Lý Cảnh nhá, chúc mừng gia đình Lý Cảnh nhá. Chúc mừng gia đình, người thân, anh em bà con nhá, dòng họ nhá. Chào Trung Lai và cả nhà. Cảm ơn bạn Lý Cảnh, cảm ơn em Huyền Linh. À, có 7 người rồi. Tối hôm nay em live sẽ tranh thủ phát khoảng 50 phút thôi. Ngắn gọn thôi, để đến 8 giờ, 20 giờ là em đi họp Zoom. Đấy. À, chào chú Trần Minh. Toàn những người nhiều triệu cổ phần thôi. Tuyệt vời quá, đúng không? Rất là vui. Cảm ơn em Hoàng Nhung. Hoàng Nhung này không biết quê ở đâu. Anh ăn rồi, anh quê Cao Bằng. Ờ đúng rồi. Nhiều lần anh hỏi anh Phương Trường rồi mà quên mất ấy. À vậy là anh đang sống ở Đắk Lắk à? Tuyệt vời quá. Tày Hà Giang bạn ơi. À tuyệt vời. Tày Hà Giang bạn ơi. Tày Hà Giang, mình cũng có thành viên ở Hà Giang. Tuyệt vời quá. Cảm ơn bạn Lý Cảnh. Thành viên ở Hà Giang của mình ở Quản Bạ Hà Giang. Đấy. Đắk Lắk có luôn, Thái Bình có luôn. Công Thành này thì không biết là quê ở đâu. Em chào anh Lai nha. Cảm ơn Công Thành. 17 Thái Bình chào cháu Lai, cả nhà UST, cảm ơn chú Trần Minh. À, anh chị em của chú mình nghiêm túc một trong đời nghiêm túc một lần thôi. Nghiêm túc một lần thôi, một cơ hội nó đến duy nhất, chúng ta chỉ cần cuộc đời chúng ta chỉ nghiêm túc một lần thôi. Tập trung vào, bỏ hết những cái công việc vớ vẩn đi, bỏ hết những cái lãng phí đi, bỏ hết những cái thời gian mà chúng ta lãng phí, dùng tất cả những nguồn lực tài chính, thời gian, đó, tiền bạc. Đấy, trong năm 2023 này không nhất thiết phải mua thêm những cái tiêu sản đâu, quần áo mới không nhất thiết phải mua đâu, xe mới cũng không nhất thiết phải mua đâu. Những cái gì mà có chữ tiêu sản không nhất thiết phải mua đâu. Cảm ơn chị Nguyễn Thúy Hà, cảm ơn chị Nguyễn Hòa, em ở Bắc Ninh mà. Ồ tuyệt vời, cảm ơn em Công Thành. Bắc Ninh anh cũng có thành viên Nguyễn Văn Nhâm, cảm ơn anh Nguyễn Văn Nhâm, chào Trung Lai nhé. Cảm ơn cô Phan Lịch đó. Tuyệt vời quá không ạ? Cảm ơn em Trần Hương. À, toàn những người nhiều cổ phần, vui thế. Toàn những người là toàn triệu triệu cổ phần. Ở trong này chắc có cô Phan Lịch là đang vô địch này. Mọi người ở đây có ai nhiều hơn cô Phan Lịch không ạ? Có ai đang có khoảng trên 25 triệu cổ phần không ạ? Nếu có ai đang có trên 25 triệu cổ phần đi, bấm giúp em like số 1. Còn không là hiện tại cô Phan Lịch là đang là vô địch ở trong này. Tuyệt vời. À, cảm ơn em Nguyễn Hồng Thẩm. Em chào anh trai nhé. Cảm ơn em Nguyễn Hồng Thẩm. Cảm ơn cô Lưu Thị Hương Áp. Đó. Quá tuyệt vời. Là Lưu Thị Hồng Thẩm này là hai chị em với Triều Tiên nhỉ? À không phải. Không biết có phải không nhỉ? Không, hình như có đúng không? Nguyễn Hồng Thẩm này là chị em gái với Triều Tiên này, em gái của Triều Tiên này. Đấy. Có rất nhiều người anh chị em trong gia đình, hoặc là vợ chồng, hoặc là cái gì, anh em đấy. Tức là có những người thì lúc ban đầu ấy là không thích đâu đấy, nhưng mà sau một thời gian thì có những người thì 3-4 tháng là thích, có những người 1-2 năm bắt đầu thích, nhưng mà cũng có những người phải mất đâu 3-4 năm mới thích đấy, nó có cái lạ thế. À, cảm ơn em Quang Thiết. Cô chào cháu Lai Loa Phường 48 Đắk Nông, xin chào quý anh chị em cô cổ đông UST. Cảm ơn cô Phan Lịch. À, cảm ơn em Nguyễn Hồng Thẩm. Đắk Nông con Lai cũng có nhà đầu tư. Đắk Nông, thị trường Đắk Nông của con Lai giờ lại còn có nhiều nhà đầu tư nữa cơ. Cảm ơn cô Phan Lịch. Hello em Lai và cả nhà UST nhé. Cảm ơn anh Hà Khoa, cảm ơn anh Tuyên Nông. Cảm ơn chị Phạm Lê Vân, chào cậu mình. Cảm ơn chị Phạm Lê Vân. Tối hôm nay em sẽ phát livestream khoảng 50 phút thôi. Đến 20 giờ thì em sẽ đi họp Zoom. Đấy, và tối hôm nay sẽ có một hoặc hai vị khách bất ngờ. Một hoặc hai vị khách đặc biệt. Bây giờ em vẫn chưa thấy tên cho nên là em còn đang đợi đấy. Cảm ơn anh Nguyễn Thành. Hello, chúc em mùng 1 đầu tháng gặp nhiều may mắn. Cảm ơn anh Nguyễn Thành, cảm ơn anh Lưu Văn Khải. Cảm ơn anh Đàm Chín. À đây rồi. À, vị khách đặc biệt đây rồi. Chị chào em Trung Lai, tỷ phú. À, chào tỷ phú Lai. Làm lại từ đầu. Cảm ơn anh Đàm Chín.
Đấy, để em mời chị Phú lên xem nào, chị Phú có lên được không nhỉ? Không biết là cái này của em có mời được lên không? Mời đây, ok. Mời chị Phú lên, hình như chị Phú là quê miền Trung á. À, mọi người... à không, chị Phú quê Bắc Ninh, quên. Chú Lai tươi thế. Cảm ơn anh Lưu Văn Khải. Cảm ơn Hello. chị Phú. À, chào chị một chút. Chào em Trung Lai. Chào tất Vâng ạ, em. cả các tỷ phú UST. À chị ơi, cho em ban cho chị chia sẻ lên nhật ký của chị đi nhá. Chị chia sẻ lên nhật ký của chị và chị chia sẻ vào các nhóm của chị đi. Chia sẻ rồi. Chị chia sẻ lên nhật ký rồi. Dạ. Vậy em mời chị giới thiệu bản thân với tất cả cộng đồng mọi người đang xem livestream trực tiếp của hai chị em mình với lại sẽ xem lại buổi livestream hôm nay. Rồi, ok em. Thì đầu tiên cho Phú Nguyễn chào tất cả mọi người, đại gia đình UST giàu có của mình. Tỷ phú, thôi cứ chào đại gia đình tỷ phú. Đó. Thì cũng không biết là ai lớn hơn hay ai nhỏ hơn thì cứ xưng là mình cứ xưng là Phú Nguyễn. Thì em tên là Phú, họ tên của là Phú Nguyễn. Thì sinh năm 1971. Thì cũng hôm nay thì cũng mọi ngày thấy em like nhiều quá thì mình thì chẳng biết like bao giờ. Hôm nay xin em like, rồi em like có lên like thì cho chị lên với chị để cộng hưởng một chút năng lượng của em like. Thì em like cái năng lượng quá mà thì xin đại gia đình mình là có cái Phú Nguyễn mà nói cái gì không được, không đúng, không hay thì đại gia đình mình xin thông cảm nhá. Đó thì cũng là Phú Nguyễn cũng kể sơ qua một chút về cái cơ hội mà tự dưng mà làm sao mà Phú Nguyễn mà biết được đến cơ hội UST. Thì cũng chỉ là một tình cờ là hai chị em là gặp nhau ở trên, cũng là trên mạng thôi, trên Zalo thôi, là gặp em Bình Nguyễn. Bình Nguyễn thì chị em thì cũng chỉ quen biết nhau một chút chút thôi chứ cũng chưa có nói chuyện với nhau bao giờ. Thế tự dưng hôm em đăng bài thì chị vào chị comment, thế là em ấy gọi điện chia sẻ trong vòng độ nửa tiếng đồng hồ là mình đã nắm bắt cơ hội này rồi. Đó thì đầu tiên thì cũng không dám vào nhiều, thì cứ vào gọi là cứ chút để xem như thế nào. Thế thì vào tìm hiểu thì thấy nó phải nói là mới vào, có vào xem tối đầu tiên, vào xem tối đầu tiên ở chân Zoom á, lại nhắn tin Bình là em có còn gói nào cho chị một gói nữa. Đấy, Bình Nguyễn nói là hết rồi chị, từ từ chờ. Thế xong cũng phải chờ, thì cũng rất tiếc là càng vào càng tìm hiểu thấy rất càng tuyệt vời. Rất tiếc là vào bị hơi, cũng hơi bị muộn, tại vì nếu như mà biết trước được vào trước từ năm 2019 á thì cái gì đó, kết nối các thiết bị trên cục bộ của mạng chắc cho phép đi nhỉ. Chị cứ đọc to lên em thôi. Không không hay con thì đó thì cũng rất tiếc là mình biết đến cơ hội này nó cũng hơi muộn, vì trước đó mấy năm về trước là làm an toàn bị thua lỗ, đầu tư bao nhiêu là thua lỗ bấy nhiêu đó. Thì lúc trước mà biết trước thì mình sẽ đầu tư được rất là nhiều, mất tiền tỷ, mất tiền tỷ chứ không phải là mất 100, 200 hay là một chục, hai chục đó. Tới bây giờ cũng là mất luôn, không thấy không được gì cả, cho nên là tới giờ thì cũng gọi là tham gia được, nhưng mà thì vẫn cứ cố gắng là cái mục tiêu á, mục tiêu đến hết năm 2025 á, tới khi mà kết thúc giai đoạn đang có mục tiêu là 10 triệu cổ phần, đang có mục tiêu là 10 triệu cổ phần đấy, Tuyệt vời. đó là như thế. Thì đấy, hôm nay thì đây là xin chia sẻ với mọi người một chút xíu, tại vì cũng có mấy ngày nay cũng có những một cái số chuyện mà cũng cứ ở nhà một mình thì cũng ngồi cười một mình thôi, chẳng biết chia sẻ với ai. Hôm nay muốn lên chia sẻ cho mọi người cùng nghe cái câu chuyện vui. Thì nhiều khi á, mình vào đây rồi thì mình hiểu được cái giá trị của cái cổ phần này nó như thế nào. Nhưng mà một số người ở bên ngoài là người ta không hiểu, người ta chưa hiểu được cái cổ phần hoặc là cổ phần với cổ phiếu nó khác nhau như thế nào. Đó. Có một số bạn mà mới vào, gọi là mới vào kết bạn với mình thôi, nói chuyện có chừng độ 10 15 phút á, thì xong mấy bạn đó vào xem trang cá nhân của mình. Thế mấy bạn đó qua bạn nó nói là ủa, hình như là chị có mua bán cổ phiếu hay sao? Không, mình đây là mình đầu tư cổ phần chứ không phải cổ phiếu.
cổ phần là cổ phần gốc của tập đoàn. Thế hỏi qua hỏi lại nói chuyện nhau một chút một lúc, cũng mình chưa có chia sẻ, chưa có nói gì hết, đấy là hoàn toàn là họ hỏi mình thôi nha. Hoàn toàn là họ hỏi mình. Thì mình cũng nói thực tế của mình như nào thì mình nói vậy thôi, mà mình đâu có lừa đảo hay mình có lùa gà hay mình cũng chưa gọi là chưa có chia sẻ thì em vào cái này em vào kia em làm như nào như nào, thì cái quy trình của mình nào mình nói vậy thôi. Thế là một phát là người ta tắt ngục, người ta chặn mình luôn. Chặn luôn. Thế thì chẳng biết sao người cứ ngồi cười một mình thôi. Thì đó thì cũng một từ hôm nọ ra là được mấy bạn như vậy rồi, mấy bạn như vậy rồi. Mới vào thì nói chuyện khí thế lắm, nói chuyện khí thế lắm, và khi mà họ xem cái trang cá nhân của mình, họ nghĩ là mình như thế nào đó. Thì họ chặn mình thì cũng không sao cả, không vấn đề gì cả, tại vì mình là người hiểu, người ta không là người hiểu. Thế nhưng mà cũng qua đây á, thì nếu như mà những cái bạn nào mà có ý định á, có ý định mà kết bạn hoặc là có ý định tìm hiểu gì á, thì mình cũng lên mà tìm hiểu thêm một chút, để xem ví dụ như là người ta có lừa mình hoặc người ta có lùa gà mình đi nữa, thì cũng xem là người ta lùa gà mình bằng cái cách như thế nào, đúng không? Lùa gà mình bằng cái cách như thế nào. Nhưng mà đây người ta chưa có gì gọi là, chưa có một chút gì gọi là chia sẻ hết một chút gì gọi là đặt vấn đề gì cả, người ta đã chặn mình luôn rồi. Đó, cái đó mà cái mà mình tham gia vào cái này thì nó cũng rất là buồn cười là cái vấn đề đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là các bạn cũng nên nghĩ, cũng nên nhớ rằng là nếu như á, mà người ta đã có ý định lùa gà, không bao giờ người ta công khai như vậy, đúng không? Như cái cộng đồng của mình là cứ ào ào trên Facebook, đúng không? Chỗ nào cũng thấy có, chỗ nào cũng thấy có. Lùa gà làm sao người ta lùa gà cái kiểu đó được, đúng không? Đó, lùa gà mà người ta phải như một số cái bạn mà làm bên chứng khoán hoặc là làm cái bản bên vay lãi ngày á, không bao giờ thấy các bạn làm cái gì hết. Thì mình làm cái ngành này mình cũng va chạm đủ các kiểu trên đời. Đấy, đủ các kiểu trên đời. Đó. Xin phép được ngắt lời, em muốn hỏi chị là khi tìm hiểu về tập đoàn thì cái gì, cái thông tin gì, cái dữ liệu gì để cho chị quyết tâm chị góp vốn đầu tư vào tập đoàn, sở hữu cổ phần gốc của tập đoàn? Ok, cái thứ nhất là nó cực kỳ là nhân văn. Nó cực kỳ là nhân văn. Cái thứ hai đó là người lãnh đạo của cái người sáng lập ra cái công nghệ này thì ông ấy là một nhà khoa học, một nhà khoa học vĩ đại, một nhà có 200 bằng sáng chế. Trên cái mình thì chị thì không hiểu biết nhiều, nhưng mà theo cái sự hiểu biết của mình thì như bình thường như là những cái con người mà những cái doanh nghiệp lớn hay cái gì đấy cũng chưa có cái một bằng chưa có cái một bằng sáng chế nào, đúng không? Nó chưa có cái bằng sáng chế nào mà chưa có cái công nghệ nào mà nó lại nhân văn như thế. Nó giải cứu hành tinh, đúng không ạ? Đúng không ạ? Nó giải cứu hành tinh cho thành ra một vài năm nữa thì nếu như Việt Nam ta mà tham gia vào cái công nghệ này thì có phải là tất cả cái đất nước Việt Nam mình đi chi phí được rẻ, đúng không? Chi phí thì được rất là rẻ. Cái thứ hai nữa là nó rất là nhanh, nó rất là thuận lợi. Đó, thì chị mới bước đầu tiên á, thì chị vào chị tìm hiểu được là như thế. Thì sau tìm hiểu dần thì thấy là đây nó là một cái cơ hội cho mình. Tại vì mình đang là một cái con người đang bị vỡ nợ. Nói thật, chị nói thật, khi chị mà tham gia vào đây là chị chẳng có cái gì hết. Khi hôm đó mình vẫn là chị nói chị chẳng có đồng nào hết, mà chị không có thật. Nhưng mà mình nhìn ra được đó là cái cơ hội cho mình. Thì tại sao mình không nắm bắt cơ hội? Tại sao mình không thử, đúng không? Mình cứ nghĩ là giống như là một cái món ăn ngon đó, mà mình không thử thì làm sao mà biết ngon hay không, đúng không? Đó là cái giá trị mang đến cho mình. Cái giá trị mang đến cho mình, cho nên chị cứ thế. Mà mình yêu nó, mình thương nó, mình giờ tới giờ này thì cực kỳ là tâm huyết luôn. Đến giờ này cực kỳ là tâm huyết luôn. Rất là yêu công nghệ mà rất muốn làm. Em muốn hỏi chị thêm đó là chị nói là khi chị tham gia vào tập đoàn này là chị đang ở trong trạng thái là vỡ nợ. Đúng không? Và khi ở trạng thái vỡ nợ mà đây lại là giai đoạn cuối của giai đoạn 15 huy động vốn và giai đoạn cuối cùng.
Vậy thì nãy em có nghe chị nói là mục tiêu của chị là 10 triệu cổ phần. Đúng không? Và cái lịch, cái thời gian thì chị dự kiến là muộn nhất là ngày nào thì chị sẽ có 10 triệu cổ phần. Thì chị mục tiêu của chị là sang năm 2025 thì 2020, cuối năm 2024 là mục tiêu của chị là 10 triệu cổ phần. Mục tiêu của chị là như, cuối năm 2024. Đây. Và em muốn hỏi thêm là giả sử mà tập đoàn ra một cái lịch là 3 tháng nữa tập đoàn nghỉ huy động vốn thì liệu chị có được hơn 10 triệu cổ phần không? Cái đấy thì chắc là cũng chưa có, không không được, không được, tại vì làm gì còn thời gian nữa, làm gì còn thời gian nữa mà mình có thể mình gom được như thế, đúng không? Đúng, của tập đoàn là 2025 mà lúc đó là chia cổ tức, thì lúc đó là chấm dứt huy động vốn cộng đồng, thì lúc đó thì chị có thể được, còn 3 tháng nữa thì làm sao mà còn nữa, thì thôi nhanh chóng thì gom thêm được nào thì gom thôi. Em xin chia sẻ với chị Phú và tất cả anh chị em xem trực tiếp và sẽ xem lại. Tức là đây là chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng huy động vốn, giai đoạn 15 là giai đoạn cuối cùng. Và giai đoạn cuối cùng này thì sẽ không có thời gian chính xác là nghỉ huy động vốn vào lúc nào. Có thể là một tuần sau là nghỉ huy động vốn, có thể là một tháng sau là nghỉ huy động vốn, hoặc có thể là 3 tháng nữa hoặc 6 tháng nữa là nghỉ huy động vốn. Được chưa ạ? Chứ còn không có lịch là sang đến đầu năm 2024 hay là sang đến đầu năm 2025. Đó. Vậy bây giờ em lại xin muốn hỏi chị một câu nữa, tức là thế này. Giả sử là 10 ngày nữa tập đoàn nghỉ huy động vốn, không không huy động vốn nữa, tại vì bất thình lình mà, thường thường là bất thình lình. Giả sử 10 ngày nữa tập đoàn không huy động vốn nữa thì cái số cổ phần ở trong tay chị đang sở hữu, nếu chỉ có ai đó hỏi mua lại với giá khoảng 30 tỷ chị có bán không? Chị không bán, chị không bán, mình bán làm gì? Bởi vì cái mục tiêu của chị cũng không phải là mình bán, mục tiêu của chị mua, chị tham gia vào để mình lấy ăn cổ tức, cổ tức là mình truyền cho đời con đời cháu, đời mình ăn không hết, tới đời con đời cháu. Chị nói thật, ví dụ như là mình giờ chỉ có 500 cổ phần thôi, đúng không, 500.000 cổ phần thôi, thì nếu như mà công ty mà trả cho mình là 10 đến 20% một năm thì tính ra nó là bao nhiêu một năm rồi, đúng không? Tính ra nó là vào, nếu mà 20% thì nó vào 10 tỷ một năm, đúng không? 10 tỷ một năm. Em nghĩ xem, như cái bản thân chị sống có mình thôi, với một thằng con nữa, ăn gì hết 10 tỷ một năm, xài gì hết 10 tỷ một năm, mà mình đi bán 30 tỷ làm cái gì, đúng không? Không bao giờ chị bán, 50 tỷ chị cũng không bán. Cái này mình để ăn dài 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 dài, đời mình đời con đời cháu, khi nào mà công ty không còn hoạt động nữa thì thôi. Vậy em lại muốn hỏi chị thêm thế này, tức là chị bảo là khoảng 10 tỷ hạn đến 50 tỷ là chị có thể ăn, sẽ không ăn hết. Vậy thì chị cần 10 triệu phần để làm cái gì? Cái nhu cầu của chị biết sao không phải là chị, cái nhu cầu của chị không phải là mình để lo cho cái bản thân mình, xã hội cả, xã hội cả, đầy những người nghèo. Chị rất thích đi làm từ thiện, chị rất rất thích đi làm từ thiện, nếu có chị đi làm từ thiện, làm cho những cái nghèo khó hơn mình, những người mà những cái vùng cao, rồi nói chung là cái xã hội Việt Nam mình cái người nghèo còn nhiều lắm, trên vùng cao còn nhiều lắm, cho nên là chị muốn là chị có gom được nhiều cổ phần để chị đi làm từ thiện, chị sẽ đi nếu mình đóng góp cho xã hội. Chị Phú rất là nhiều. Anh Thành đang ở trên xe giường nằm đi đâu anh Thành nhỉ? Anh đang ở ngoài Bắc, anh đang trên xe đi lên sân bay để mai bay vào. À thế à? Vậy anh Thành có thể giới thiệu với mọi người là anh đến từ đâu và anh tham gia vào UST này lâu chưa? Cơ duyên nào mà anh lại tin tưởng tập đoàn? Anh giới thiệu bản thân cho mọi người biết ạ. Rồi. Rồi, anh chào em Trung, anh chào coi như là em 1971 đẹp trai mà sao độc thân thế? Có mỗi cô đi à? Vâng, em chào anh. Xin giới thiệu với giới thiệu với lại cả nhà, tất cả coi như là anh chị em ở trên đường live của em Trung Lai.
sinh ra lớn lên thì cũng ở cái một cái vùng quê Hải Dương thôi. Nhưng mà cũng được coi như là đảng và nhà nước coi như là cho vào trong Tây Nguyên làm công tác và học tập và làm việc ở trong đó. Thế thì hôm nay thì coi như thực sự ra là gia đình có công việc thì cũng ra ngoài quê này cũng nửa tháng rồi, hôm nay là trên đường bay vào, hôm nay là đang trên đường coi như lên sân bay để coi như là bay vào Tây Nguyên. Thế cái cơ hội mà biết đến cái UST này thì thực ra mà nói là cũng rất cảm ơn coi như là một số anh chị em đối tác như em Trung ta là trên cái mạng internet đấy, xã hội đấy, cái mạng xã hội đấy thì cũng mới nắm bắt được cái thông tin đầu tư cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Thế khi mình nghe mình được các em coi là chia sẻ, các em coi như là phân tích đầu tiên thì mình coi như là mình cũng chưa hiểu lắm, đến khi coi như được các em coi như là tư vấn và các em phân tích thì mình mới nhận được ra đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Nếu mà không nắm bắt được thì cứ cầm sổ nghèo suốt đời. Nên là mình phải tìm hiểu và mình phải coi như là nghiên cứu. Sau khi coi như là mình nghiên cứu, mình tìm hiểu xong là mình sơ sơ thì cũng có coi như là một vài trăm nghìn cổ phần, xong rồi từ đó giờ là cứ nâng lên nâng dần nắm nút còn phải nói dối vợ để coi như là nâng cổ phần của mình lên, chứ không quên nếu mà vợ mà biết là vợ phải đứng bởi vì một người hiểu một người không hiểu, thế là đấy là vợ xong là đến con nói chung là anh em trong gia đình không ai người ta nhất trí cho mình coi như tham gia vào những cái việc như thế này, bởi vì họ không hiểu, họ sợ là lừa đảo mà đấy là những người thân đúng không? Và cái trường hợp này chắc chắn là trong cái gia đình UST này ai cũng phải gặp, ai cũng phải coi như là ai cũng phải có, chứ không thể nào thoát được. Có thậm chí là coi như mình biết là trên trong cái UST này đã có những cái cặp vợ chồng là coi như đã phải bỏ nhau. Ý vì coi như là một nó là coi như là một ông đi ngược thì bà đi xuôi, hoặc bà đi xuôi ông đi ngược. Đâm ra gia đình thì nó gây mất lộn xộn. Thực sự ta mà nói như thế, nhưng mà đến khi mà hiểu rồi đấy, mà biết rồi đấy, mà cả hai cũng biết thì nó trời ơi mạnh vô cùng luôn. Có khi coi như có bán cả quả trứng cả con gà đi cũng phải đầu tư vào đây, nói thật. Cũng xin anh em vừa mới nói là hai vợ chồng anh bỏ nhau hay là gì mà em chưa nghe rõ nhỉ? Hả, em vừa mới nghe anh nói là hai vợ chồng anh bỏ nhau à? Không phải, đấy là nói là trên cái cộng đồng UST này đã biết, anh đã biết đến có cặp vợ chồng bỏ nhau về cái đầu tư này. Chú hiểu không? Quên, bây giờ em xin hỏi anh thế này, khi anh tìm hiểu về tập đoàn UST thì anh có nghe ở trên báo chí truyền thông nói là đang cấp bánh vẽ lừa đảo hay không? Mà khi anh nghe như thế mà anh biết như thế rồi mà tại sao anh bắt đầu tư? Anh biết thừa là báo công an này, an ninh TV này, thậm chí VTV1 này cách đây coi như là 3 năm 4 năm đấy là đã lên coi như cảnh báo, thấy chưa? Nhưng mà mình phải hiểu đấy, cái đấy là coi như họ là chỉ có cảnh báo thôi chứ họ không coi như là cấm, đúng không? Nhưng mà sau coi như là cái ông coi như an ninh TV xong là các ông VTV1 các ông lúc thì nói xấu, lúc thì các ông nói tốt. Thế thì cái năm vừa rồi thì các ông đang tặng coi như thành phố Hồ Chí Minh coi như là VTV1 cấp cái chương trình hội thảo của UST. Đúng không? Thế tại sao lúc đấy coi như sao các ông nói tốt thế? Sao cách đây coi như là vài ba năm thì các ông coi như nói gì, sao các ông lại còn đi sang tận bên nước Anh rồi các ông nhờ một cái văn phòng coi như là của anh, thế các ông ấy đứng công nói phép thì các ông có đến tận nơi đâu. Đấy là Việt Nam. Thế còn một cái đất nước mà ở bên cạnh Belarus đấy thì cũng bảo coi như là cái tập đoàn này là lừa đảo, nhưng cuối cùng coi như bị ông chủ tịch tập đoàn ông kiện cho phải đền 10 triệu đô đấy, sướng chưa? Báo người ta, báo người ta coi như là người ta kiện lại là phải đền người ta đấy. Thế cho nên là vì cái
chính vì những cái lý do đó và những cái cơ sở đó là mình căn cứ mình bảo à đây là một cái tập đoàn coi như là nó là tuyệt vời luôn. Đấy, trong khi đó là mình khi coi như tham gia mình càng đi sâu vào thì coi như là mình càng thấy coi như là nó tuyệt vời ở cái chỗ là bây hiện tại bây giờ đã có 210 nước người ta ủng hộ. Đấy, các coi như, trên các phương tiện coi như là thông tin đại chúng của các nước phương Tây người ta đưa tin rất là nhiều, người ta đưa tin miễn phí luôn. CNN đưa 10 lần, RFI đưa tin bao nhiêu lần, rồi coi như là đài NHK của Nhật Bản, nói chung là các đài coi như có tính là coi như là có tiếng nói ở trên cái thị trường quốc tế đấy, người ta đưa tin rất nhiều về cái tập đoàn này. Thế tại sao coi như là cái tập đoàn này coi như là khi mình tìm hiểu cái tập đoàn nó có thật, đúng không? Con người thật. Thế mà đứng đầu coi như tập đoàn là một nhà khoa học, chả nhẽ là một cái nhà khoa học người ta lừa người dân 1,2 triệu hả? Thế trong khi đó là coi như là ông chủ tịch tập đoàn này ông đã nói rồi, ông ấy tạo điều kiện cho từ những cái anh bán bánh mì đến cái người quét rác để có cơ hội nắm cái cổ phần của cái tập đoàn này để thoát nghèo, đúng không? Chứ còn nếu mà ông ấy bán cho các coi như là ông ấy bán cho các coi như đại gia, các coi như là nhà tài phiệt đấy thì chắc chắn là không còn đến anh em mình, đúng không? Đấy. Bán cho những cái coi như những cái tập đoàn lớn, những cái nhà coi như là những cái nhà tài phiệt của các nước coi như là người ta coi như là giàu có đấy thì là không còn đến lần mình đâu. Đấy, cho nên là mình phải hiểu là như vậy thì mình mới có được cái cổ phần của cái tập đoàn này, một cái cổ phần cũng quý nhá. Bây giờ anh Thành cho em hỏi là anh tham gia vào trong tập đoàn Vestay này á thì có bị vợ con ngăn cản, người nhà ngăn cản không? Ôi giời ơi, cả họ luôn. Cả họ luôn. Anh nhận được tội coi như là mấy thằng coi như quân hàm toàn thượng tá mới đại tá thôi nhá. Chúng nó bảo ông thôi ông nghỉ rồi thì coi như ông ở yên cho nó lành. Giờ ông cứ coi như là lọa chai làm gì cho nó mệt. Thế là mình bảo thôi coi như là anh em nếu mà coi như là tôi nói tôi chỉ biết cái cơ hội nó tuyệt vời. Đấy, thì tôi coi như cấp cái thông tin cho anh em biết thôi, còn anh em không làm thì tôi cũng làm nhá. Đấy, còn em mà sợ coi như là liên quan đến đảng viên, liên quan đến coi như là công việc ấy thì tốt nhất thì cứ ngồi im xem tôi làm thế thôi. Còn đầu tư hay có làm không là quyền của mọi người, chứ còn tôi không lôi kéo bản thân tôi cũng coi như là anh em thì coi như đồng đội thì coi như là muốn giúp đỡ nhau thì cung cấp những cái thông tin coi là thật bối là toàn người già đầu rồi đầu hai cái tóc coi như đôi nhau xuống ao tàu có hiểu ra được không? Em muốn hỏi anh Thành đó là nếu như bây giờ mà có một cái đài nào ở thế giới mà người ta đến đây người ta phỏng vấn anh ấy, muốn nói cái câu gì đó với người dân trên toàn thế giới ấy, với lại cả người dân ở Việt Nam ấy, thì cái mà anh định nói với người dân trên toàn thế giới với người dân Việt Nam là anh định nói cái gì? Ý là chú hỏi anh cái gì chú phải anh nghe nó chưa rõ lắm. Bây giờ mà ví dụ như giờ có một cái đài truyền hình nào ở trên thế giới mà người ta về người ta phỏng vấn anh đó, để anh nói với người dân trên toàn thế giới và trong đó có người dân Việt Nam thì anh định nói cái gì? Anh bảo đấy, nếu mà coi như là có bất cứ một cái đài gì đấy mà đến mà phỏng vấn anh ấy thì anh bảo coi như là mọi người ấy, hãy nhất là có 100.000 cổ phần đi nhá, đừng có cãi này, ít nhất có cãi nhá, bởi vì coi như là, như thế này một cái tập đoàn là nó có thật, sản phẩm nó có thật mà đã được thương mại rồi, chứ không phải là trên coi như giấy tờ, không phải là bánh vẽ nữa. Còn các người không tin thì cứ đến tận nơi mà không biết địa chỉ tôi chỉ cho được chưa. Thế là thật chứ gì, đúng không? Thế còn bây giờ cứ hiêu mới vượn mới lại cứ lầy lọa thì nói thật phân tích với các người nó nhiều lời, nó tốn nước bọt lắm, mà coi như là những người nào coi chịu nghe thì
cái là loạn ngay, nhưng mà những người coi như là đầu đất thì nói chung là nó khó loạn lắm. Nên nói một câu là nếu mà muốn thực tế thì tôi chỉ cho địa chỉ xác thực. Thế trong đó là đồng đội chúng tôi đã đến tận nơi rồi, đã ngồi đặt đít lên rồi, rồi tay sờ rồi, đúng không? Hàng triệu triệu rồi. Đấy. Thế cho nó nhanh, đúng không? Chứ còn nói nhiều với các vị làm cái gì? Đó. Đúng chưa? Kế hoạch của anh Thành là hết giai đoạn 15 thì anh Thành sẽ dự kiến là mình sẽ có bao nhiêu triệu cổ phần? Anh hả? Anh thì coi như cứ hết giai đoạn 15 thì coi như từ đây coi như cứ có quả trứng gà nào nó đẻ ra là anh bán đi, anh cứ đầu tư vào đấy. Bao giờ nó chấm dứt thì thôi. Đấy, chứ không có biết là bao nhiêu. Em có được nghe nói vài người người ta chia sẻ là hiện tại bây giờ anh đang có là hơn 3 triệu cổ phần rồi. Đó thì bây giờ em muốn hỏi anh là thế này, tức là giả sử mà một chục ngày nữa mà tập đoàn nghỉ huy động vốn, mà có ai đó người ta mua lại của anh với đơn giá là 70 tỷ Việt Nam đồng, thì anh có bán không? Không bán, anh không bán, anh chỉ bán số lẻ anh tiêu vặt. Ví dụ coi như là có 3 triệu mốt cổ phần thì anh bán một là 100 cổ phần đi, coi như là anh xem nó có bán được không thử, xong là về tiêu vặt thôi, còn 3 triệu để linh cổ tức chứ, nghe nhở? Gọi là bán trên đôi thử trăm. Vậy thì nếu như mà người ta trả cho gấp đôi lên, tức là 140 tỷ thì anh có bán không? Đến coi đến gấp 10 anh không bán. Ok, được rồi. Được. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Bây giờ anh tắt cái mic để em hỏi chị Phú, tại anh đang ở trên xe cho nên nó hơi ồn. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều, tuyệt vời quá. Em muốn được hỏi chị Phú là chị có kế hoạch sẽ sở hữu cho mình 10 triệu cổ phần của tập đoàn UST. Đó. Và bây giờ thì chị có muốn nói gì với người dân Việt Nam, đó là chị có muốn nói gì để cho người dân Việt Nam, những ai mà còn đang tìm hiểu, những ai còn đang sợ đầu tư và mất tiền, những ai còn đang sợ lừa đảo, những ai còn sợ là vi phạm pháp luật, tóm lại là chị muốn nói gì với cộng đồng người dân Việt Nam không? Chị có muốn nói với mọi người dân Việt Nam như thế này, thì chúng ta tất cả nếu như chúng ta mà không tìm hiểu, chúng ta mà không nắm bắt cơ hội nhanh thì không còn bao lâu nữa là chúng ta không còn cơ hội nữa. Vậy cho nên muốn thoát nghèo, muốn thoát khổ, muốn thoát đói, muốn không phải đi làm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, thì hãy tìm hiểu và hãy tham gia đầu tư vào để nắm cổ phần, để sau này đời con đời cháu mình, đời mình đời còn dài đời sau nữa để được hưởng ấm no hạnh phúc và giàu có. Vậy thôi, chị chỉ nói vậy thôi. Còn thì những ai mà đang mà sắp tới đây, mà những ai mà cho chị nói riêng nhá, cho chị nói riêng, để nếu như mà ai mà nghe xem được cái video này, thì nếu như mà muốn kết bạn với Phú Nguyễn thì hãy xem cái, thì xem trước tiên là xem cái giới thiệu, cái phần giới thiệu Phú Nguyễn nói rất chi là rõ ràng. Rất là rõ ràng, mình sinh năm bao nhiêu, mình làm ngành gì, mình làm nghề gì, là có đầy đủ hết trang cá nhân trên gọi là cái phần giới thiệu. Thì nếu như có nhã ý muốn vào tìm hiểu thì hãy kết bạn, mà không có nhã ý vào tìm hiểu thì thôi xin đừng kết bạn, làm mất thời gian của Phú Nguyễn. Thì chắc chắn là trên cái livestream này cũng sẽ có một số người là sẽ xem được. Và cũng có một số người là vẫn đang tò mò hỏi Phú Nguyễn, không biết là Phú Nguyễn làm cái gì. Thì hôm nay Phú Nguyễn cũng nói rằng, nói cho mọi người biết, Phú Nguyễn đang làm gì, đang làm đối tác với một tập đoàn, gọi là cái công ty của SUC. Đó. Thì Phú Nguyễn đang làm ở đó và làm đối tác là tư vấn tài chính đầu tư cổ phần doanh nghiệp UFP, công nghệ giao thông thông minh. Đó. Thì mọi người muốn tìm hiểu thì cứ trực tiếp gặp Phú Nguyễn, inbox cho Phú Nguyễn hoặc điện thoại trực tiếp, Phú Nguyễn sẽ nói cho mọi người hiểu hơn và chi tiết hơn. Chứ không phải cứ hỏi truyền người này cũng không biết là Phú Nguyễn bữa nay làm cái gì, không biết bà vẫn làm cái gì, bà ấy làm thế nào. Bây giờ không trực tiếp hỏi, đi hỏi cái người ta không biết thì làm sao mà ta biết, người ta giải thích, đúng không ạ? À, cứ đi hỏi truyền nhau. Giống như chiều nay Phú Nguyễn có đọc một cái cuốn gọi là bán hàng đỉnh cao của ấy. Tất cả những cái người mà đi đi lập nghiệp,
đi khởi nghiệp, đi hỏi cái người mà không khởi nghiệp, ai ai người ta cũng nói là không thành công. Người ta có hiểu gì đâu người ta thành công, đúng không? Người ta có hiểu gì đâu mà người ta khuyên mình thành công. Vậy cho nên là mình lên tìm hiểu. Khi mà mình muốn kết luận một cái gì đó, mình phải lên tìm hiểu cho kỹ. Mình tìm hiểu cho kỹ rồi, lúc đó mình hãy lên kết luận. Cũng giống như một số bạn chưa nói gì tự dưng là đính dục một cái, đã suy nghĩ mình người ta là cái con người. Đừng si bụng ta, ta bụng người. Đừng nghĩ mình là đi lùa người ta, xong nghĩ người ta lùa mình. Đó. Rõ ràng là như vậy. Người ta công khai dần dần trên thế phần. Em muốn hỏi chị Phú là em được biết ấy, là chị rất tâm huyết với tập đoàn UST này. Chị rất là tâm huyết với cổ phần gốc của tập đoàn UST. Và chị cũng rất muốn mang cái cơ hội này về để trao cho những người anh em, bà con dòng họ của mình, người thân chí cốt của mình, bạn bè anh em của mình. Vậy thì mỗi một lần mà chị nói với người thân của mình, họ có rất nhiều những lý do để mà từ chối, để mà khước từ. Vậy thì mỗi một lần như thế thì trong đầu chị có cảm thấy buồn không? Chị rất là buồn, rất là buồn là vì họ không chịu tìm hiểu. Ví dụ như người ta họ vào tìm hiểu một chút thì chị cũng vui. Chị đưa ra mọi người nói là không muốn tìm hiểu, không muốn nghe thì thử hỏi em rằng là bây giờ họ không muốn nghe thì mình nói ra làm cái gì? Đúng không? Không muốn nghe mình nói ra làm cái gì? Bây giờ giống như là mình cho người ta cái gì người ta muốn ăn thì mình cho, người ta không muốn ăn mình cho làm cái gì? Nó vô nghĩa, đúng không? Nó vô nghĩa. Rồi thì chị cũng nói rằng là chị rất tự hào mình, chị là cổ đông của tập đoàn UST và rất tự hào mình là đang là cái con người đi trao giá trị cho mọi người. Còn nếu ai có duyên, ai mà hiểu được thì nắm bắt thì người đó có cơ hội trở nên giàu có. Mà ai không có duyên, không nắm bắt được, không nắm bắt thì thôi coi như là họ không có duyên. Vậy. À, cảm ơn chị Phú rất là nhiều. Thực tế thì em phải cảm ơn những người thân của chị Phú đã từ chối hay là chưa dành thời gian ra để tìm hiểu. Vì có thể người thân của chị Phú từ chối thì cái cơ hội đó nó sẽ được để lại cho người thân của anh Thành. Đó là cái điều mà em cảm thấy rất là tuyệt vời. Và giả sử người thân của anh Thành từ chối thì nó sẽ để lại cơ hội cho người thân của em Lai. Và giả sử người dân Việt Nam chúng ta từ chối thì cơ hội này nó cũng sẽ để lại cho người dân trên toàn thế giới, đúng không ạ? Ok. Vì với những cái thông tin mà em được biết được, em nắm được thì 9 năm qua ở trên toàn thế giới, huy động vốn ở trên toàn cầu có hơn 8 tỷ người và tính đến giờ thì chưa được 3 triệu nhà đầu tư trên toàn thế giới, đúng không ạ? Và tổng cộng 15 giai đoạn thì bây giờ chị em, anh chị em mình đang ở giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn thứ 15. Và cổ phần thì chắc chắn nó sẽ hết. Chắc chắn nó sẽ hết. Vì sao ạ? Vì sao mà chắc chắn nó sẽ hết? Vì 14 giai đoạn trước nó đã hết rồi, đúng không ạ? Bây giờ là giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 15. Và những giai đoạn đầu 1, 2, 3, 4 thì có thể nó chưa có ô tô, nó chưa có con tàu, nó chưa có máy bay, nó chưa có mùn vi sinh, nó chưa có sản phẩm thì người ta sẽ chưa tin, đúng không ạ? Nhưng mà 9 năm qua thì bây giờ là ô tô thì chạy được rồi, tàu thì chạy được rồi, mùn vi sinh ấy, thì sản xuất hàng loạt thương mại được rồi, những sản phẩm khác của tập đoàn thì cũng sản xuất và thương mại được rồi, bán thu tiền về, được không ạ? Đó. Thế thì mọi người hãy tưởng tượng đi, những nhà đầu tư ở trên toàn thế giới người ta đầu tư vào 9 năm nay, theo em nghĩ thì cũng không cần phải nhà đầu tư mới nữa đâu, chỉ cần những nhà đầu tư cũ, người ta gì ạ, quan tâm đến thông tin về tập đoàn thì người chắc chắn là người ta sẽ góp vốn, người ta sẽ sở hữu thêm. Ví dụ như em Lai cũng góp vốn thêm, chị Phú góp thêm, anh Thành góp thêm và rất nhiều người dân trên toàn thế giới sẽ góp thêm, đúng không ạ? Đó. Thì qua cái buổi livestream này thì em cũng muốn là gửi gắm những cái thông tin đó đến cho nhiều người dân Việt Nam chúng ta. Thực tế thì người dân Việt Nam chúng ta ở một cái đất nước gọi là một đất nước nông nghiệp lạc hậu. Mọi người ạ, đất nước Việt Nam chúng ta còn là một đất nước nông nghiệp lạc hậu. Chiếm đâu đó khoảng hơn 90% người dân Việt Nam chúng ta chưa biết đến cổ phần doanh nghiệp, chưa biết đến cổ phiếu doanh nghiệp, chưa biết đến cổ đông cổ tức, mọi người ạ. Chính vì thế cho nên là con người ta mà va vào một cái mới, tìm hiểu về một cái mới, làm một cái mới, thậm chí là ăn một cái món ăn mới thì con người ta cũng cảm là cảnh giác, luôn luôn cảnh giác và luôn luôn là gì ạ? Để lại một cái khoảng, đúng không ạ? Để lại một cái khoảng, đó là mình rất là sợ hãi. Đó.
Thế thì bây giờ em lại muốn hỏi thêm chị Phú, đó là khi đầu tư vào đây thì chị có sợ mất tiền không? Mà lý do gì mà chị không sợ mất tiền? Chị thì nói thật là chị không sợ mất tiền. Nếu sợ mất tiền thì không đầu tư. Nếu sợ mất thì không đầu tư. Mà mình khi mà chị mới đầu tư vào đây, chị cân lên, chị cân lên. Bây giờ cái mình được là được bao nhiêu, cái mình mất là mình mất được mình mất bao nhiêu. Nếu nó có mất, mình vào đầu tiên có bao nhiêu, có 500 đô chứ bao nhiêu. Ví dụ ra có mất thì mất có 500 đô, nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của mình cả, cái kinh tế của mình cả. Coi như là thôi, coi như là giống như là mình làm rơi đi, mình làm mất đi. Còn chị nói mấy em like như thế này, em cũng là người kinh doanh, em cũng bị vỡ nợ đúng không? Em cũng vỡ nợ về kinh doanh. Chị làm kinh doanh chị cũng vỡ nợ. Vỡ nợ hàng tiền tỷ chứ không phải vỡ nợ hàng triệu, tiền triệu. Nên mình chẳng hạn em xin phép đính chính, em chưa được vỡ nợ, em mà được vỡ nợ thì vui quá. Chưa được vỡ nợ. Đó. Chị là cái người vỡ nợ. Chị là cái người vỡ nợ. Chị nói chứ khi như ban đầu đó, chị gặp Bình là chị lúc ấy chợ chị chẳng còn cái gì cả. Chị không có gì cả, chị còn có hơn 2 triệu trong túi thôi. Trong tài khoản thôi. Thế Bình nói chị rồi, bây giờ có hơn 2 triệu bạc mà chị không bỏ được ra thì sau này chị khổ lắm. Thế mới hỏi Bình mà thế bây giờ chị đầu tư thì 12 triệu thì sau này nó được bao nhiêu? Thì đầu tiên Bình mà thì 12 triệu đấy thì sau này được bao nhiêu? Em like em tính cho chị xem nó được bao nhiêu. Này hình như là được 2 tỷ mấy. 40. Được bao nhiêu cổ phần này chị? 40 triệu cổ phần. 40.000 cổ phần đúng không? Ừ, 40.000 cổ phần. Quên. 40.000 cổ phần thì tài sản tương đương với lại 40.000 đô. 40.000 đô nhân với đô 25 thì nó tròn 1 tỷ. Thì đó. 2020 nó tròn 1 tỷ, đó là tài sản bé nhất. Ừ. Còn nếu lên sàn 10 đô á, 10 đô thì ví dụ lên sàn 10 đô thì chỉ có tài sản là 10 tỷ, còn nếu lên sàn 5 đô thì chỉ có là tổng 5 tỷ. Đó, và lên sàn 2 đô hoặc nhiều hơn thì mình cứ thế mình nhân lên thôi. Đó. Thì đó, cái lúc đó đó thì chị nghĩ là ừ thôi thế thì mà ra có mất thì mất cứ 12 triệu được thì được, như thế mình có tiền dưỡng già. Mình có tiền dưỡng già, sau này mình già mình có, nếu mà được thì mình có tiền dưỡng già, mình không phải lo tiền dưỡng già. Không phải lo cái gì nữa hết. Dạ. Đó, đó. Thì đó ban đầu thì chị đã nghĩ là như vậy. Còn nếu đứa đó mình cân lên, mất thì đâu mất bao nhiêu. Đúng không? Mình được thì được nhiều chứ mất bao nhiêu. Nó biết đâu nó là cái cơ hội để cho mình đổi đời. Mà bây giờ tới bây giờ nó là đổi đời thật em ạ. Làm gì có cái cơ hội nào như thế? Kiếm ở đâu ra được cái cơ hội như thế? Đúng không? Đó. Thì em biết là đầu buổi livestream chị có chia sẻ là chị sẽ có một cái đích đến của cuối giai đoạn 15 là chị sẽ sở hữu cho mình 10 triệu cổ phần. 10 triệu cổ phần là chị sẽ cần đến hơn 2 tỷ. Vậy thì chị đã có kế hoạch? Có. Chị có. Chị có kế hoạch. Tuyệt vời chị quá. Chị đã có kế hoạch. Chúc cho chị sẽ có được 10 triệu cổ phần một ngày sớm nhất. Đó. Bây giờ em xin được hỏi anh Thành có muốn chia sẻ bổ sung thêm cho chị Phú gì không? Rồi, anh mở mic đã. Rồi bây giờ coi như là em Phú có cần hỏi cái thông tin không? Dạ. Em thì lúc nãy anh Thành giới thiệu thì em chưa biết rõ là anh Thành ở đâu và cái cơ duyên của anh Thành biết đến UST là gì, thì anh Thành có thể giới thiệu lại giúp cho em để em nghe được rõ hơn, tại lúc nãy em nghe chưa có rõ. Thì là ở quận hai. Chị cảm ơn chị. Em nghe chưa? Nghe chưa được anh ơi, nó chập chờn á, tiếng được tiếng không á. Bởi vì là anh đang đi theo ô tô. Vâng. Anh là ở Hải Dương. Vâng. Và hiện tại là đang sống và làm việc ở Gia Lai, tỉnh Gia Lai đấy. Vâng, vâng. Cái cơ hội biết UST này thì cái cả một nói là rất cảm ơn các thầy cô bác, cái cơ hội vào cổ phần vào cái của
Không nghe thôi anh à, không nghe được anh Thành ạ. Cái mic nó vàng không nghe thì thôi em cũng gọi là biết sơ qua là anh là ở Hải Dương. Thì Hải Dương thì em cũng có em gái của em nó lấy chồng về Hải Dương, nhưng không biết là anh ở cái không biết là anh ở huyện nào Hải Dương. Thì em mà em cũng có em ở lấy chồng ở Giang ấy nhỉ, Linh Giang cái gì Hải Dương á, mà hiện tại thì nó đang ở thành phố Hải Dương. Em có đứa em gái ở đấy, nó ở đấy. Vâng. Mà em gái này của em thì nó phản đối em kịch liệt luôn, mà cả gia đình em phản đối em kịch liệt tôi cho tới giờ này luôn. Em nói thật em làm là em phải làm dấu hết em. Thì bây giờ mọi người nói chung là em vẫn công khai, là mọi người hỏi em làm gì có kéo theo không em vẫn trả lời bình thường. À Bình Giang đúng rồi, Bình Giang. Đó. Em muốn hỏi chú là nãy chị nói là người nhà phản đối, nhưng mà chị có cảm nhận được là cái lý do gì mà người thân của mình từ chối không? Người thân chỉ sợ chị bị lừa, nói chung là thực ra thì và người nhà phản đối thì cũng chỉ là lo cho mình, sợ mình bị lừa. Nhưng mà có điều là người nhà nhà chị không nghe chị giải thích, không nghe chị muốn gọi là muốn chia sẻ để vào người nhà chị vào tìm hiểu, nhưng người nhà không vào, tức là không cần tìm hiểu, không cần gì luôn, nói nó nằm trò nên thôi chị nhiều. Chị cũng không chia sẻ gì nhiều, chị cũng không nói, nói chung chị không đối thì người đối thì cứ phản đối, còn chị làm chị vẫn cứ làm, chị không nói, chị không phản. Cảm ơn chị Phú rất là nhiều. Sau một cái khoảng ngắn nói chuyện với chị Phú với lại anh Thành thì em xin được chia sẻ với tất cả các anh chị em của chúng mình, những người đang xem trực tiếp buổi livestream này và những người sẽ xem lại buổi livestream này. Mọi người hãy tận dụng tối đa cái lợi ích của mạng xã hội, của YouTube, của Facebook, của TikTok, của Zalo, và chúng ta hãy chia sẻ thật là mạnh lên nhật ký hay là phát livestream trực tiếp. Vì sao ạ? Vì cách đây 19 tháng em lại tham gia vào UST này cũng không ai đồng ý, cũng không ai tìm hiểu, cũng không ai đồng hành. Nhưng đến ngày hôm nay thì gần như là tỉnh nào em cũng có nhà đầu tư. Và có một điều rất là tuyệt vời, đó là có rất nhiều những nhà đầu tư đang sinh sống ở nước ngoài. Đó, cho nên câu chuyện ở đây là 100 triệu dân thì em xin thưa với mọi người là cả 100 triệu người đều cần có cơ hội để làm giàu. Ai cũng cần có cơ hội để làm giàu, kể cả là những ông già 80 tuổi, hơn 90 tuổi cũng cần cơ hội để làm giàu. Đó. Hay là kể cả những em bé đi chăng nữa thì bố mẹ ông bà vẫn có thể là mua tặng cho, đúng không ạ? Các gói đầu tư cho các cháu, đúng không ạ? Các cháu nhỏ của mình vì chưa có chứng minh thư. Đó. Và có một điều tuyệt vời hơn đó là gì ạ? Em rất thích câu nói của chị Ngô Lan, đó là vắng mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Và 9 năm qua trên toàn cầu, đúng không ạ? Tập đoàn có rất nhiều những công trình, nguồn vốn vẫn dồn về cho tập đoàn, vẫn giữ tiến độ, vẫn gọi là tiến độ của tập đoàn vẫn là ok. Tuyệt vời hơn cái sự mong đợi của các nhà đầu tư ở trên toàn cầu. Đó. Và ở Việt Nam thì nó mới chỉ có 7 năm thôi, đúng không ạ? Và đây nó cũng chỉ là những cái phút giây cuối cùng, đúng không ạ? Huy động vốn của cái giai đoạn 15. Cho nên qua đây em cũng muốn gửi đến tất cả các anh chị em của chúng mình, những ai trong lúc này mà còn đang tìm hiểu ạ. Những ai trong lúc này mà còn đang tìm hiểu thì chứng tỏ là còn đang may mắn, còn may mắn để mà có cơ hội tìm hiểu. Mọi người hãy tưởng tượng đi, giả sử sáng ngày mai mình thức dậy mà tập đoàn thông báo một cái tin về tài khoản Gmail đó là gì ạ? Nghỉ huy động vốn, thì lúc đó anh chị em của chúng mình có tiền chạy theo không mua được, có rất nhiều tiền chạy theo không mua được, được chưa? Cho nên là cái người mà hiểu câu chuyện, hiểu vấn đề, nhìn thấy cái tiềm năng, nhìn thấy cái tương lai, nhìn thấy cái sự phát triển của tập đoàn, đúng không ạ? Trong 5 năm nữa, 10 năm nữa, 50 năm nữa, 100 năm nữa và nhiều hơn,
thì em tin chắc chắn là những anh chị em của chú mình sẽ không bao giờ bỏ qua được cái cơ hội này. Đó. À, em muốn được hỏi chị Phú đó là chị chia sẻ mà người thân, anh em bạn bè, bà con đồng họ đó, số đông là người ta chưa nhận lời, chưa có dành thời gian ra để tìm hiểu. Vậy thì chị đã có kế hoạch gì để mình lan tỏa, chia sẻ cho cộng đồng người dân Việt Nam trên 63, 64 tỉnh thành và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài không ạ? Chị trả lời câu hỏi của em. Thì cũng như em nói là bây giờ mình phải tận dụng mạng xã hội. Tận dụng mạng xã hội. Thì chị cũng, nói chung là từ trước thì chị cũng chưa có tận dụng nhiều. Thì bắt đầu từ 2 tuần nay rồi. Là chị cũng bắt đầu tận dụng gọi là triệt để với TikTok, YouTube, Facebook, là chị có đầy đủ hết, là chị sẽ tham gia. Và từ hôm nay thì thực sự ra là cũng xin phép nói với mọi người là hôm nay là Phú Nguyễn với Lai buổi đầu tiên với em Lai, thì cũng thứ nhất là tên là để chia sẻ cho quen, thứ hai nữa là để cộng hưởng cái năng lượng của em Lai. Rồi mình sẽ tận dụng được hết tối đa cái đòn bẩy của cái mạng xã hội này. Thì đó, thì để cho những người, nhiều khi mình không lên trực tiếp này, nhiều khi người ta vẫn nghĩ mình là này kia. Thế giờ từ nay trở đi Phú Nguyễn sẽ lên trực tiếp, sẽ like trực tiếp. Thứ nhất là like trường đào của em like cộng hưởng, để cộng hưởng cái năng lượng. Trước tiên là cộng hưởng cái năng lượng ngày sau này. Thì chị cũng sẽ có cái kế hoạch là chị lên livestream, rồi cũng mời phải lên giao lưu thì cho các bạn bè, cho các mọi người để biết đến mình nhiều hơn, đó, biết đến cái cơ hội này nhiều hơn và sẽ chia sẻ được cho rộng rãi nhiều hơn. Thực ra mà nói với em Phú này, là anh với lại em Lai kia là anh với em Lai là Lai với nhau là thường xuyên. Dạ. Thấy em đẹp trai là anh cũng đang ngồi trên xe, đang nãy em không tiện lên đâu. Nhưng mà thấy em đẹp trai là anh nhảy lên anh phù họa thôi. Nếu mai anh về rồi, wifi nó ổn định thì em mình nói chuyện với nhau nhiều hơn. Dạ, ok. Bây giờ là em cứ vào thường xuyên anh. Thế với lại cái gì trước ấy thì là em dạy yoga. Thì cứ cái tầm 7 giờ này là em chưa xong công việc. Thì em chưa lên được thì giờ bữa nay em không dạy cao tối nữa. Thì cứ 7 giờ tối em like, mà like là chị lên, chị sẽ lên tham gia, chia sẻ cùng với em like. Thế là tuyệt vời rồi. Thế còn bây giờ thì em nói là sắp đến giờ Zoom rồi, sắp đến giờ coi như là Zoom của hành trình thịnh vượng là sắp tới giờ rồi. Thì anh em mình cũng chào mọi người và chúc mọi người mùng 1 đầu tháng coi như có nhiều sức khỏe và gặp nhiều tốt lành. Chứ bây giờ là 19:54 rồi, 20 giờ có Zoom rồi. Em có link chưa? Em hả? Em chưa. Em phải coi như là tham gia vào cái hành trình thịnh vượng đấy, với vào cái tem chiến lược đấy. Là em nhận được link của các cổ đông Việt Nam. Những anh chị em mà người ta hiểu sâu, người ta coi như hiểu kỹ ấy, và coi như người ta hàng ngày truy cập những thông tin của tập đoàn đấy, của công ty đấy, là người ta chia sẻ cho những người cũ người mới. Đấy, như vừa rồi đấy, được thưởng 100 cái công ty thưởng cho 100 cổ phần cho các coi như là nhà đầu tư đấy. Nếu mà coi như không có em Giang ở Đà Lạt mà nên chia sẻ là anh cũng không để ý đâu, bởi vì là anh về là công việc là gia đình. Bởi vì thực sự em nói bây giờ là nói thật là ông già nhà anh mất, cho nên là cả đến mấy tháng nay là anh chỉ quanh quẩn cái việc nhà thôi, ít khi để ý cái việc của công ty. Nếu mà vừa rồi mà không gặp em Giang mà ở Đà Lạt đấy, mà coi như nói cái công ty thưởng 100 cổ phần anh cũng không biết đâu. Coi là biết 100 cổ phần cái là anh mở cái tài khoản của anh ta, là đương nhiên là công ty thưởng 100 cổ phần là anh hoàn thành cái nhiệm vụ của tuần 1, sang tuần 2 là anh sở hữu coi như được một lượng cổ phần coi như tương đối quý nữa. Đấy, được 1.800 phần nữa.
thì tám cổ phần là cứ là được 1.800 đô, thế mà bây giờ sau này nó IPO mà cứ qua chỉ cần 5 đô thôi thì mình biết là cái 1.800 cổ phần nào là bao nhiêu tiền. Đấy, cho nên là ai mà coi thường cái 100 đô mà công ty người ta thưởng đấy là đâu. Anh Thành ơi, bây giờ chắc anh em xin chào tất cả khán giả, anh chị em, cô chú mình xem livestream. Tại vì bây giờ đến giờ tất cả anh chị em mình đi họp Zoom. Hẹn mọi người là 19 giờ tối ngày mai. Đấy, em like thì chỉ biết đường là chúc cho tất cả các anh chị em, cô chú mình là người Việt Nam. À, chúng ta sinh ra học gì, làm gì, tất cả những công việc, ngành nghề gì thì đích đến của chúng ta vẫn là đi kiếm tiền. Cũng là vì cơm áo gạo tiền, đúng không ạ? À, cơ hội tốt thì nó có rất nhiều, nhưng cơ hội tốt nhất trong thế kỷ 21 thì em tin chắc chắn là chỉ có cổ phần UST thôi mọi người. Đó, và em thì em khẳng định với mọi người là với em thì không bao giờ em ân hận vì cái quyết định mình đầu tư góp vốn vào tập đoàn UST, và cũng không bao giờ ân hận là mình lên đây để mà phát livestream trực tiếp chia sẻ cho cộng đồng người dân Việt Nam chúng ta. Ai may mắn hữu duyên, đúng không ạ, biết đến cổ phần UST thì mọi người hãy tìm hiểu, hãy dành một ít thời gian quý báu của mình ra để tìm hiểu về một cái cơ hội, đúng không ạ, để tìm hiểu về một cái cơ hội mà chúng ta có thể là làm giàu cho chính mình, làm giàu cho gia đình mình, làm giàu cho dòng họ nhà mình, và có thể là nói lớn hơn đó là làm giàu cho đất nước, đúng không ạ? Đó, bây giờ thì em xin phép chào, cảm ơn anh Thành, cảm ơn chị Phú, cảm ơn tất cả các anh chị em mà đang xem livestream. Hẹn mọi người là buổi tối ngày mai ạ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và có giấc ngủ ngon ạ. Chúc mọi người buổi tối. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.